sau khi mà tôi được bạn đồng nghiệp kia làm theo phương pháp mà của thầy Trân dạy ấy, thì tôi thấy rất là sảng khoái. Trước đây thì có một cái phần là bị liệt nửa người do ông xã là không quên nó bị mất cho nên mình bị liệt nửa người. Sau vì mình rèn luyện rất nhiều cho nên là sức khỏe của mình là tốt được như thế này. Sau khi hôm nay khi làm lại thì mình thấy là cái chân bên trái của mình vẫn bị đau. Sau khi em mát tay cứ giúp đỡ mình theo phương pháp hướng dẫn của thầy cũng như là các anh em học viên mà ở đây để giúp đỡ cho những học viên mới ấy, cho bạn kỷ niệm ấy, thì mình thấy hiện nay là chân bên trái của mình hình như là đang chạy dần dần một cái gì đó, vì mình luôn cảm nhận và mình tinh tế chứ mình thấy nó đang có một cái luồng nó chạy đúng là theo dọc từ đây xuống chân xuống gót chứ không phải là ở bên cạnh mình như này. Thế rất là cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các anh hội viên đi trước trong ban chủ nhiệm đã hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện để chỉ dẫn cho chúng tôi. Rồi chị đang phát biểu rồi, chị kia vâng. Rồi. Đây, xin mời cô. Vâng. Dạ. Em kính thưa thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Em thấy lúc nãy làm mà em đi thường xuyên thôi thì tay hết cái lên bên này. Bên phải ạ. Thì lúc nãy em đi qua được chị đây làm cho em thì em cũng thấy nó nhẹ đi rất là nhiều ạ. Hy vọng là bây giờ về ngày em thực tập thì nó sẽ tốt lên ạ. Nhưng mà ngồi xuống đứng dậy thì sao? Dạ, cũng thoải mái. Đều thoải mái hả? Dạ. Thì nhớ là về cái bài tập cho mình đó là tốt nhất á. Vẫn là cái bài ép chân. Dạ. Nếu mà có người nào quay chân thì mình phải kiếm một người ở nhà quay chân cho mình. Dạ vâng. Rồi, xin mời. Dạ vâng, rồi. Chị này vừa rồi chia sẻ rồi đúng không? Đây. Rồi, xin mời nè. Dạ vâng ạ. À, thưa thầy giáo, thưa toàn thể các cô bác, các anh các chị, hôm nay em và ông xã nhà em đến đây thì cũng không phải là đúng cái căn nguyên bệnh của ngày hôm nay thầy dạy, nhưng mà em rất là vui, rất là hứng thú và đặc biệt là em được chứng kiến một cái phương liệu pháp chữa bệnh có thể nói là rất là diệu kỳ, giống như là cái cặp đá kỳ diệu ấy, mà em cảm thấy đôi tay của thầy cũng diệu kỳ như vậy, là vì là qua một khoảng vài phút ấy, khoảng 10-15 phút bấm huyệt cho một cái bệnh nhân đang bác chị bên này đấy, thì em thấy nó rất là hay và cái thực tập này cũng khá là cũng không khó quá, không quá phức tạp, và em nghĩ rằng là mọi người nên tham gia học những cái khóa học như này để mình tự phòng bệnh chữa bệnh cho nhau nếu khi bị gặp những cái bệnh nhẹ như tình trạng của chị vợ với thầy bạn sơ khai ban đầu, thì em nghĩ là sẽ khắc phục rất là tốt ạ. Thưa thầy Dương Quang Châu, thưa các cô bác anh chị, thì quả thật là chúng em đến với thầy Dương Quang Châu cũng là cái duyên thì cái buổi ban đầu là ở Từ Văn Miếu và tới cái buổi hôm qua và hôm nay, thì qua những hai cái buổi này thì quả thật là mình học được rất nhiều, và từ cái việc là bơm máu lên não thì em thấy nó rất là diệu kỳ, mặc dù là em cũng mắc các bệnh đó nhưng mà mình cảm nhận ngay khi bơm lên cái thì mình cảm thấy là bơm bên nào là bên mặt nó mừng ngay, và như thế thì sẽ rất hiệu quả, em nghĩ là sẽ rất hiệu quả, và đặc biệt là cũng thầy cũng đã thí điểm với một số các anh chị mà đã bị bệnh, cũng như cái hôm em ở Văn Miếu em cũng được chứng kiến một cái đồng chí nữ ấy, đồng chí hướng dẫn để làm cái đau khớp gối ấy hôm ở Văn Miếu, thì em thấy nó rất diệu kỳ, vì hôm đó thì rất là đông bệnh nhân, hôm đó là có tới khoảng độ hơn 200 người và chọn ra được khoảng 25 người bị, và lên đấy qua một cái mấy phút làm thôi thì mọi người đã cảm nhận được ngay và đứng lên ngồi xuống đã nhẹ nhàng rất nhiều. Thì em thấy đây là một cái cách chữa bệnh mà có thể nói là vô cùng hiệu quả, không dùng thuốc và hàng ngày mình có thể làm cho nhau được, thì em thấy là nó rất là hữu ích. Rất là cảm ơn thầy Diệp Quang Châu đã truyền lại cho mọi người cái cách chữa bệnh này để mà mọi người có thể tự chữa bệnh cho mình. Và đúng là như này thì em có rất nhiều bạn học cùng lớp là bác sĩ, nhưng mà có lẽ là các bạn thì cũng sẽ bị ế với mình. Cảm ơn thầy. Dạ vâng. Và tiếp theo là
thầy Dương Văn Châu, thầy giáo, các bác, các anh chị. Em thì em đã học ở lớp trước rồi. Thế, vâng, và lớp này thì em lại đến em học tiếp bởi vì là có một số bệnh thì em mắc. Ví dụ như em bị một cái tai thì nghe kém. Vâng. Thế nhưng mà cứ mỗi lần đến đây được các thầy tác động vào ấy. Là em cảm thấy đầu em nó cứ rỗng ra. Nhất là hôm được thầy Châu bẻ tay em ấy. Đau lắm. Nhưng mà sau đấy thì em thấy rất là dễ chịu. Vâng. Thế và nếu thầy anh Thanh tác động vào tai cho em cảm thấy đầu em nó rỗng ra và em nghĩ là cứ mình cứ tiếp tục theo đuổi như thế này đến lúc nào đấy thì bệnh của mình sẽ khỏi. Và đấy là điều hạnh phúc nhất trên đời. Vì khi mà có bệnh thì rất lo và rất khổ vì cái bệnh đó. Thế cho nên là có lẽ là em không biết nói gì hơn. Em chỉ biết là cái điều may mắn thế nào đó mà em lại biết đến Thập Chỉ Liên Tâm, biết đến các thầy và đến được đây sinh hoạt. Và khi đến đây thì mọi người cảm thấy rất là chia sẻ với nhau, kết nối yêu thương để mà giúp cho nhau khỏe mạnh. Và em thấy cái điều đấy rất ý nghĩa và em cũng tự bản thân em cũng nghĩ là có lẽ là sau khi đến đây em sẽ làm thế nào đấy để em muốn là nhiều người biết đến Thập Chỉ Liên Tâm. Vâng. Và chia sẻ với thật nhiều người để giúp cho mọi người khỏe mạnh. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.